Thưa quý vị, bất chấp tiêu dùng nội địa sụt giảm, xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng tháng thứ tư liên tiếp do đồng yên yếu và nhu cầu ở Trung Quốc đang gia tăng. Số liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 3 năm 2024 đã tăng 7,3% lên 9.470 tỷ yên, tương đương với 61,09 tỷ đô la Mỹ, trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 4,9% xuống còn 9.100 tỷ yên, tương đương với 58,70 tỷ đô la Mỹ. Tính chung tài khóa năm 2023 kết thúc vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, xuất khẩu của Nhật Bản tăng 3,7% lên 102.900 tỷ yên. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản vượt 100.000 tỷ yên và cũng là năm thứ ba liên tiếp đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng xuất khẩu trong tháng 3 vừa qua tăng chủ yếu do yếu tố tiền tệ khi đồng yên trượt giá giúp làm tăng giá trị của một số đơn hàng xuất khẩu tính bằng đồng yên. Dự báo Nhật Bản có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng tới do đồng yên liên tục giảm.